Tết sắp đến rồi các bác ơi, hôm nay mẹ cháu cho đi cắt tóc làm đẹp cuối năm nè. Đấy, mới lúc mới đến thì hào hứng lắm, tươi vui lắm. Bắt đầu cắt thì trời ơi, chưa động vào người đã khóc rồi. Gạo thì cũng không phải là nhát lắm đâu, nhưng mà ai mà động vào người là gào to lắm các bạn. Người lạ, nhất là người lạ. Đấy, chú phải cắt rất là nhanh, không là khóc to quá. Hôm trước thì bố cháu cũng cắt cho phần mái rồi, nhưng mà phần đằng sau á, đằng sau nó vẫn chưa buộc được lên, mà để thì nó cứ kiểu bị cụp với kiểu bị cong lên ấy các bác. Đây là mẹ cháu cắt đi cho nó gọn, gọn gàng. Đấy, cắt xong rồi phải thí cho cái kẹo mình nín đây này các bác. Quả đầu gọn gàng chưa ạ? Cắt xong thì hai mẹ con cháu hôm nay sẽ đi chọn một cây quất. Đấy, ra đường này, không khí Tết đến rất là gần rồi này. Mọi người trưng đào quất rất là nhiều ở hai bên đường. Hôm nay thì hai mẹ con sẽ chọn một cây để trưng ở bên cửa hàng. Đấy, bác ấy chọn cho một cây như này, các bác thấy có đẹp không ạ? Vì quất năm nay á, thì em đi xem thì thấy là cũng rất là đẹp, giá vừa phải. Nhưng mà cây quất này thì chủ yếu là chỉ có quả chín, với quả xanh, lộc, còn chưa thấy có hoa, ít hoa lắm. Đấy, cho sang cái chậu này. Đấy, bác buộc cho rất là cẩn thận. Bởi vì hai mẹ con đi cho nên là mẹ cháu không mới được lên là bác ấy phải buộc cho cẩn thận. Đấy, không khí Tết đến rất là gần rồi, mọi người đi xem đào, xem quất rất là đông. Đấy, xong là đi mua một ít phụ kiện để treo lên cây quất nữa. Đấy rồi, nhìn thấy cái hàng này là rộn ràng lắm rồi các bạn. Đây, mang về cửa hàng. Đấy, nó đã nhanh tay vặt mất một quả của mẹ cháu rồi. Mẹ đang chỉ bảo là treo treo lơ đồ lên đi cho nó đẹp. Gạo thì lần đầu tiên được nhìn thấy một cái quất như thế này. Năm ngoái thì vẫn còn nhỏ, chưa biết gì. Năm nay là biết nghịch quất, vặt quất rồi. Hay là phải trang trí cho nhanh rồi bỏ lên cao, chứ không mà để dưới này một lúc là chắc còn mỗi cái lá rồi các bác ạ. Đấy, nhìn thấy cây quất này là thấy rất là rộn ràng rồi. Thấy quất, thấy đào là thấy Tết rồi. Này, mẹ cháu phải cho lên cao đây các bác ạ. Nhìn rất là đẹp. Đấy, cái cây vừa 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 tầm này để bàn nhìn rất là đẹp mắt.